Mến chào quý vị khán giả, hôm nay chúng ta lại tiếp tục những chuỗi món ăn được chế biến từ những cái đồ điện gia dụng tiện lợi của Philips. Và hôm nay thì Quốc sẽ làm một cái món rất đơn giản thôi mà Quốc nghĩ là gia đình nào cũng có thể làm được hết. Và chắc chắn là chúng ta đã từng ăn món này một lần ở gia đình chúng ta rồi, nhưng mà chúng ta làm theo một cái phương pháp là chúng ta phải cho vào nồi mới đi kho. Và hôm nay Quốc muốn giới thiệu là Quốc làm cái món là cá thu nhật kho cà, nhưng mà mình lại làm bằng cái nồi cơm điện. Với cái món cá thu nhật kho cà này á, thì Quốc có một cái tỷ lệ cho quý vị, có nghĩa là nồi cá thu nhật kho cà. Bây giờ cá thu nhật Quốc mua về ha, Quốc làm mà sạch sẽ hết rồi đó. Và cá thu nhật thì nó có một cái bí quyết nhỏ là chúng ta không nên lấy ruột cá thu nhật ra, chúng ta để luôn cái còn rượu trắng thì Quốc sẽ cho.
Khi trộn đều gia vị rồi á thì Quốc sẽ cho vào nồi. Sau đó mình đóng nắp lại. Thì nó có hai chế độ, chúng ta có thể là mình dùng bấm quýt cúc và mình nấu thì khoảng 25 phút là xong. Còn không á, để cho nó ngon hơn nữa, nếu chúng ta có thời gian, có thể là buổi sáng trước khi làm chúng ta sẽ cho nồi cơm điện, cho cá vào nồi đi hết, mình bấm vào trưa về hoặc là chiều về mình ăn á, thì mình sẽ chỉnh cái chế độ là clay pot dry, có nghĩa là